Và bây giờ mình rất là vui là chào đón các Rất bạn là có vui mặt là chào trong đón webinar tối nay, và chúng ta sẽ bắt đầu với tối chương nay, và trình chúng ta sẽ bắt đầu chăm với sóc da phần 1 cho team Elite Phượng Lê, cho trình bày với các anh chị. Ok Phượng Lê. Dạ, chào anh Lành, chào tất cả các anh chị em ở trong webinar tối ngày hôm nay. Cũng giống như thường lệ, vào mỗi thứ hai hàng tuần thì chúng ta sẽ có một cái buổi để mà chúng ta chia sẻ, học hỏi với nhau về vấn đề sản phẩm cũng giống như vấn đề làm đẹp. Mục đích của beauty cái beauty class của chúng ta đó, nhằm mục đích là để hỗ trợ cho beauty, chứ ở đây chúng ta trên một cái phương diện của kinh doanh, chứ không phải là chúng ta đứng trên một dạng professional để mà thẩm mỹ, mà chúng ta đang đi kinh doanh với công ty Nu Skin, với tập đoàn Nu Skin, cho nên chúng ta cần phải học hỏi những cái dòng sản phẩm để chúng ta hỗ trợ cho cái công việc kinh doanh của chúng ta đang làm, để chúng ta có thể giới thiệu được sản phẩm, chúng ta có thể sử dụng được sản phẩm, chúng ta biết làm demo được những cái sản phẩm của trong công ty, cũng giống như là đồng thời chúng ta được tư vấn được đến với người khách hàng của mình cho một cái kết quả hữu hiệu nhất và nhanh chóng nhất. Dĩ nhiên là bài học của chúng ta là không tập trung vào phần thẩm mỹ, mà chúng ta tập trung vào vấn đề kiến thức để chúng ta có thể vận dụng, chúng ta có thể hiểu biết ở trong cái vấn đề kinh doanh của chúng ta. Và sau đó thì chúng ta sẽ có những cái buổi chuyên sâu hơn về thẩm mỹ. Và việc trước tiên cái mục tiêu của chúng ta có nghĩa là sản phẩm sẽ là tạo nên doanh số, mà doanh số sẽ tạo nên hệ thống của chúng ta. Cho nên ngày hôm nay là buổi đầu tiên để mà chúng ta có thể giới thiệu về cái phần làm đẹp. Và ở đây chúng ta sẽ thấy cái slide. Cái slide thứ nhất của Phượng à. Ok. Trong như các anh chị em chúng ta cũng biết là ở phía trong công ty Nu Skin của chúng ta có trên 300 sản phẩm. Đây là một dòng sản phẩm gọi là Million Brand Name, dòng sản phẩm rất là cao cấp. Có những cái công nghệ nổi tiếng và độc quyền. Như mọi người chúng ta đều biết đó là công nghệ chống lão hóa. Cho nên với một dòng sản phẩm cao cấp và ưu tính như thế này thì chúng ta làm thế nào để mà chúng ta hiểu rõ được nó, rồi chúng ta sẽ đem nó vào người khách hàng như thế nào, mà dĩ nhiên ở đây là chúng ta phải đem vào mọi người, chứ không phải là chúng ta chỉ đem cho những cái giới thượng lưu hoặc là những cái giới nào để mà có thể chỉ dùng nó không, mà nhiệm vụ của chúng ta là phải đem nó vào cho từng mọi người. Cũng do đó cũng giống là một cái mục đích của cái tập đoàn Nu Skin là đem ra để phục vụ cho mọi người, cho nhân loại, chứ không phải phục vụ riêng cho một nhóm, một cộng đồng hay là một nhóm người nào đó trên thế giới. Cho nên chính vì vậy, với một cái passion có nghĩa là với một cái mục tiêu đó, chúng ta cần phải làm sao học hỏi để truyền đạt được, để đem ra cái niềm quyền lợi này đến cho con người của chúng ta. Vậy với những cái dòng sản phẩm độc đáo tốt mà lại cái kết quả nhanh chóng như vậy thì chúng ta phải làm sao mà không chỉ có đi vào cho mọi người chúng ta được trải nghiệm ha, tương đương với khi chúng ta mà đem vào được cho mọi người và được trải nghiệm là tương đương với chúng ta đã hoàn thành được một cái nhiệm vụ của mình, và dĩ nhiên là chúng ta đã đạt được điểm thành công. Và đây là chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất. Chúng ta ngày hôm nay là phần thứ nhất ở trong tháng, chúng ta sẽ đi vào phần cách chăm sóc da. Bởi vì đối với Phượng, khi mở đầu một câu chuyện, khi chúng ta gặp một người khách hàng hay là một người thân của chúng ta có thể giới thiệu một dòng sản phẩm nào đó, nhưng chúng ta cũng không biết được cái người khách hàng của mình sẽ là người khách hàng có loại da như thế nào, và bản thân của mình cũng không biết về da như thế nào, thông tin ra sao, cấu trúc của da, để làm sao chúng ta có thể giới thiệu một cái sản phẩm nào thích hợp, vừa thích hợp với cái loại da của họ, thích hợp với cái túi tiền, và thích hợp với cái việc mà có một cái kết quả nhanh chóng. Cho nên cái phần mà cấu tạo về cấu trúc về da có nghĩa là trên một cái phương diện cơ bản để chúng ta có thể biết được, để mà chúng ta có thể không nhầm lẫn, tại vì cũng thấy có rất là nhiều người chúng ta nhầm lẫn, chúng ta dùng hàng, chúng ta bán hàng giống như là một cái phản xạ, là chúng ta ô cái này tốt, cái da này giống như vậy chị xài thử, và thường thường hay đó là xài thử. Còn khi nếu chúng ta đã thật sự có kiến thức, chúng ta nói là chị nên xài cái này, chị sẽ xài cái này, chứ chúng ta không nói là xài thử, bởi vì mình biết rất rõ cái cấu trúc, cái dạng da này cũng giống như con người này, cũng giống như cái vấn đề này sẽ được hỗ trợ bằng những dòng sản phẩm này. Đó là một cái kiến thức mà chúng ta cần phải có. Khi chúng ta đạt đến một cái điểm này thì chúng ta sẽ rất là tự tin, và chúng ta sẽ nhìn hết trong một dòng 300 sản phẩm của chúng ta, thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng là chúng ta không còn có thời gian
để chúng ta có thể đi chia sẻ cho mọi người, chứ đừng nói chỉ là chúng ta không biết làm sao để mà loay hoay tìm cách nào để mà nói cho người khác, hoặc là chúng ta có những cái câu hỏi phải chạy vậy đi hỏi khắp tứ tung, hỏi ở trên anh chị này cầu viện anh chị kia coi em có người khách hàng như thế này, người khách hàng như thế nọ. Cho nên là không có gì bằng chính ngay tại bản thân của chúng ta sẽ tự học hỏi đấy, và chúng ta sẽ truyền đạt cái đó lại cho những người mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đưa cơ hội cho họ, hoặc là chúng ta đưa cho họ một cơ hội làm đẹp, cho họ một cái cơ hội để làm kinh doanh. Đi vào trong phần cấu trúc nha, thì Phượng muốn các anh chị khẳng định một phần này chút xíu, bởi vì ở trong đây có một từ nó gọi là hơi hơi mess up, có nghĩa là nó hơi bị lẫn lộn giữa qua lại ngôn từ tiếng Việt và tiếng Anh. Mà chúng ta đôi lúc nhiều khi chúng ta đang nói chuyện trong những cái buổi hoặc chúng ta đọc sách đọc báo mà chúng ta cũng lầm lẫn. Thường thường là chúng ta thường hay nói là chúng ta có thượng bì, trung bì và hạ bì, đó là những từ nhân chúng ta nói chuyện để chúng ta biết là phân là ba loại trong cái phần da của chúng ta. Rồi chúng ta hay 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 nghĩ rằng là chúng ta chăm sóc da là chúng ta là rửa mặt, chúng ta làm gì đó có nghĩa là chỉ để cho sạch sẽ ha, rồi chúng ta sẽ mua về những bộ kem để mà treatment trên mặt để cho nó đẹp, cho nó trắng ra. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai phần, là chúng ta đi có phần cấu trúc da, chúng ta sẽ đi về cái cách bảo vệ và chăm sóc. Và ở trong đây là phần sẽ có 3 phần trong bảo vệ và chăm sóc. Thứ nhất là cách bảo vệ và tẩy các lớp sừng, bởi vì cái lớp này là cái lớp quan trọng nhất, chúng ta không thể nào thấy được cái gì ở bên trong, chúng ta cũng không làm được cái gì ở bên trong, chúng ta chỉ có thể nhìn được từ ở bên ngoài. Và chính cái gì ở bên ngoài thì thường thường anh chị có thể hình dung rất là đơn giản, nó mang một trọng trách rất là đặc biệt nha, đã ở bên ngoài là bao bọc mà, cho nên coi nó giống như vậy nhưng mà nó rất là quan trọng. À, cái từ đó chúng ta sẽ biết được cái cách chăm sóc các loại của mình, à, với một cái tiêu chí, mục tiêu của chúng ta là chúng ta phòng bệnh hơn chữa bệnh, cho nên chúng ta sẽ chăm sóc từ lúc nha, chúng ta chưa bị vấn đề, chúng ta chỉ dẫn và truyền đạt cho những người biết cách chăm sóc để chúng ta được mãi mãi là đẹp, chúng ta được mãi mãi có một cái kết quả mỹ mãn, hơn là chúng ta hãy bị vấn đề rồi thì chúng ta mới đi chữa ha. Và chính vì vậy chúng ta mới liên kết trong cái vấn đề là chúng ta cần phải chọn mỹ phẩm sao cho thích hợp cho từng loại da, dù là chúng ta chăm sóc, chúng ta rửa mặt, chúng ta treatment thì mới đúng một cái phương pháp của mình. Và ở trong đây thì để Phường sẽ đi về phần cấu trúc da. À, đi lại phần trên đây thì các anh chị sẽ thấy, cho nên các anh chị cần phải chú thích một chút xíu phần này cho các anh chị nha. Người ta nói thượng bì, trung bì và hạ bì, nhưng mà ở trong trọng chúng ta sẽ thấy trong các sách vở chúng ta đều thấy chúng ta có lớp biểu bì, epidermis ở trong đây là phần biểu bì ở phía trên. Trung bì thông thường nó không được kể, nhưng mà chúng ta vẫn tính nó là bởi vì nó nằm ở chính giữa, ở cái phần biểu bì là thượng bì ở trên rồi cái hạ bì. Nhưng mà thật sự ở trong sách vở các anh chị đọc, các anh chị sẽ thấy là cái lớp dưới da là cái lớp mà chỗ tạo cái tế bào mỡ, cho nên các anh chị sẽ thấy biểu bì, cái sách vở các anh chị đọc nó sẽ thấy là biểu bì, hạ bì và cái lớp ở dưới da. Chúng ta không có phần trung bì, nhưng chính phần trung bì này là một phần quan trọng trong cái phần tế bào da của chúng ta. Cho nên là Phượng nhắc lại các anh chị đừng có lẫn lộn ngôn từ nha. Thượng bì, trung bì và hạ bì vẫn đúng, nhưng mà ở trong đây chúng ta sẽ có 4 phần như vậy nha. Và cái phần trung bì ở chính giữa chúng ta bên ngoài tiếng Việt gọi là lớp sừng. À, cái phần hạ bì là có những chứa những cái elastin collagen và cái tế bào mỡ, và những cái hắc tế bào nó sẽ nằm ở chỗ phần trung bì, có nghĩa là trung chuyển giữa cái phần trên và phần hạ, cho nên mình gọi là trung bì. Để qua cái tấm hình này thì các anh chị sẽ thấy được rất là rõ. Các anh chị sẽ thấy được cái chỗ màn hình cái mũi tên Phượng chỉ ha, phần trên đây ha, cái này là cái lớp biểu bì của chúng ta, là cái phần da thô ráp của chúng ta ở bên ngoài nha. Chúng ta sẽ thấy đây là cái phần biểu bì, sau đó nguyên cái phần ở dưới đây cái mũi tên của Phượng chỉ ha, thì chúng ta sẽ thấy đây là cái phần hạ bì. Vậy thì trung bì nằm ở đâu? Đây, phần trung bì có nghĩa là những cái lớp này nha, những cái lớp nằm chính giữa giao tiếp giữa hai bên thì nó sẽ là phần trung bì nha. Nhìn qua bên đây thì chúng ta sẽ thấy được, và ở phía dưới đây là cái lớp phần mô mỡ để mà ngăn cách giữa cái làn da của chúng ta, để chúng ta có thể giữ được cái thân nhiệt. Ở trong đây chúng ta sẽ thấy những người ốm sẽ cảm thấy là rất là lạnh, dễ lạnh hơn những người mập là ở cái phần mô mỡ như thế này. Ở trong đây Phượng có thể nói thêm được một chút xíu từ một cái chỗ trung bì này để chúng ta đi qua được cái tấm hình nhỏ bên đây, bởi vì nó sẽ liên quan một phần tới cái vấn đề mà chúng ta sẽ thấy nguyên nhân ra sau này chúng ta sẽ học cái phần là các bệnh về da, và trong đó có bị về ung thư. Thì ngay phần trung bì này là một cái chỗ gọi là tế bào nền, ở nơi đây nó sẽ phát sinh ra những cái tế bào sừng, để rồi khi trong cái quá trình nha, trong một cái quá trình
quá trình nó mọc lên từ ở đây là 20 cho tới 46 ngày nha. Từ ở trong này, từ chỗ này các anh chị sẽ thấy nè nha, từ cái basal cell này là cái nơi nào phát sinh cái tế bào nền ở đây, đây là cái phần trung bì, cho nên là sẽ mọc lên, nó mọc lên nó tạo ra những cái phân chia tế bào ra nha, nó phân bào ra để nó có thể đi lên, nó mọc ra nó tạo ra tế bào sừng rất tốt cho cơ thể nha, tạo tế bào sừng rất tốt cơ thể, và cần từ 20 ngày cho tới 20 ngày cho tới 46 ngày để có thể trồi lên tới tận ở phía trên đây, và cuối cùng cần khoảng 14 ngày để cái tế bào sừng này có được một cái chu kỳ để chết đi. Chết đi chúng ta sẽ trở thành một cái tế bào chất chất sừng ở bên ngoài mà cái keratin bong ra, tóc ở bên ngoài mà từ dân gian chúng ta thường hay gọi đó là mình có ghét, có bẩn, có hôm đó, là chúng ta sẽ có da chết ở bên ngoài bong ra, thì cái đó là cái phần tế bào chết của chất sừng, còn ở đây là tế bào sừng, cho nên là phần trung bì thì nó sẽ nằm trong phần này. Anh chị muốn em chúng ta đừng lẫn lộn ha. Còn nguyên cái phần phía dưới góc này đó là phần hạ bì, và ở dưới đây thì nó sẽ là cái tế bào mô mỡ. Cho nên ở trong đây chúng ta sẽ thường nói rằng nếu nó là chúng ta sẽ nói là sẽ cấu trúc thì sẽ có bốn cái lớp, bốn cái layer. Ở phía trên là cái biểu bì nha, cũng thể hiện là chất sừng, tế bào sừng. Sau đó chúng ta sẽ có trung bì là nơi mà sản xuất sinh ra các tế bào sừng nha, các tế bào sừng. Và theo thông thường như các anh chị em chúng ta sẽ thấy các tế bào sừng này sẽ được chết đi và tiếp tục quy trình này nó sẽ được phát triển liên tục ha, phát triển liên tục và cứ chết đi, và dĩ nhiên khi chúng ta về tuổi về già quy trình này nó sẽ bị kéo dài hơn, nó không còn nằm ở trong 20 cho tới 46 ngày nữa mà nó kéo dài 60 ngày, 70 ngày, cho nên cái quá trình phát triển do quá trình của nó phát triển chậm chạp. Các anh chị hình dung nó giống như là nó đi một cái vận tốc ở đây gì đó, nó đi chậm chạp hơn, cho nên cái sự phát triển của nó chậm. Chính vì vậy mà con người của chúng ta sinh ra lão hóa, làn da không còn đẹp, làn da thô ráp hơn, bởi vì các tế bào nằm chết ở một chỗ này, không có tế bào non để mà vươn lên, để mà trồi lên, để mà thể hiện cho một làn da tươi đẹp. Và đồng thời song song, nếu các tế bào này không được chết đi mà nó nằm ù ngay chỗ này, nó nằm chỗ này, nó không thành bẩn, không thành gã, không thành hồn để chúng ta kỳ cỏ đi, mà nó lại nằm ngay chỗ này thì nó sẽ ụ lên, thì tình trạng ung thư sẽ phát sinh. Đó cũng là một cái lý do các chị em chúng ta được biết là ung thư là khi tế bào không chất đi, nó cứ ùn tắc nằm ngay đó và tạo thành từng khối, đó là ung thư. Cho nên chúng ta cần phải biết là qua cái nhiều hiểu biết này chúng ta mới thấy rằng là cái việc một cái tế bào sừng ở bên ngoài rất là quan trọng đối với chúng ta, bởi vì chúng ta phải làm sao cho một cái lượng này nó được lưu thông lưu thoát, làm sao cho một cái lớp này nó được có một cái sự lưu thông để mà thẩm thấu các chất từ bên ngoài và lẫn bên trong, có nghĩa là làm cho những cái nước từ bên trong không được mất đi nha, không được mất đi, và cũng giống như là các tế bào nó sẽ được mất chết đi, phải chết đi, không có thể nào còn giữ lại. Mình sẽ đi gần gần càng ngày càng gần thêm, và ở trong đây có một số từ cho nên chúng ta cần để ý, cái chất sừng cũng là cái keratin, cho nên là khi chúng ta đốt phỏng cái tay của chúng ta nghe mùi khét khét như mùi tóc, cái đó là cái chất keratin ở bên ngoài biểu bì. Và nhớ rõ mục đích của một cái lớp biểu bì ở bên ngoài, cái lớp sừng ở bên ngoài là bảo vệ cơ thể của chúng ta. Và chúng ta cũng đừng quên một điều là trong cơ thể của chúng ta tế bào da là tế bào nhiều nhất trong cơ thể, cho nên nắm một phần rất là quan trọng. Và ở đây chúng ta cũng sẽ thấy được một cái câu mà chúng ta hay nói rằng là nhìn sắc nhìn cái nước da mà biết được người đó khỏe mạnh hay là không khỏe mạnh, khỏe mạnh hay là không khỏe mạnh, cho nên là chúng ta sẽ thấy ha. Và cái bước là chúng ta sẽ đi đi rõ hơn ở trong đây một chút xíu, có một bức hình này cho các anh chị nhìn sơ thôi để chúng ta thấy được cái cấu trúc từ ở bên ngoài, và bây giờ chúng ta sẽ đi qua này, bây giờ chúng ta sẽ đi rõ hơn để chúng ta hiểu rõ tại sao mà chúng ta cần phải bảo vệ cái biểu bì ha. Và có là cái lớp biểu bì bên ngoài nhiệm vụ nó dùng trao đổi chất, có nghĩa là khi chúng ta có hình dung được khi chúng ta xức thoa một cái gì rồi nó phải cách nào để mà đi vào trong, nó làm sao nó hỗ trợ những cái tế bào ở bên trong, đúng không? Vậy thì chính nó là những cái tế bào sừng á, nó sống, nó khi nó bành trướng ra bên bệnh, nó tạo những cái lỗ hổng nha, nó tạo những cái lỗ hổng ngay chỗ này, các anh chị sẽ thấy những cái lỗ hổng khe hở như này là những cái chỗ mà để cho tất cả các tế bào các chất từ ở bên ngoài thẩm thấu vào những khe hở
nha. Những cái khe hở nó sẽ thẩm thấu vào, và ở trong đây chúng ta sẽ từ từ đi mổ, sẽ thấy được có bốn lớp như Phượng hồi nãy vừa nói, một lớp ngoài cùng, hai cái lớp giữa và một lớp ở trong cùng. Và cái tuổi thọ quân bình của một tế bào nó sẽ đi từ 4 tuần là 28. 28 là giống như Phượng nói là bắt đầu khi mà nó phát triển mà đi đây nè, 7 lần 4 28 ngày, 4 tuần 28 30 ngày, đó là đúng ngay 1 tháng. Các anh chị có một cái tấm hình này sẽ nhìn thấy rất là rõ. Qua kế tiếp nữa là chúng ta sẽ thấy bây giờ tế bào sừng ở bên ngoài cùng ở biểu bì, nhưng đang nói chúng ta chỉ đang nói về cái tế bào sừng ở bên ngoài, chỉ mới có tế bào sừng thôi. Tế bào sừng ở bên ngoài nhằm mục đích là có những cái tế bào giúp phản xạ lại ánh sáng. Chính vì vậy mà cho nên chúng ta sẽ thấy rằng có nhiều người da nhìn rất sáng, rất đẹp và rất là mịn, bởi vì cái độ phản xạ ánh sáng của các tế bào đó được chuẩn. Còn như nếu như mà cái phản xạ ánh sáng của cái tế bào đó không được chuẩn thì chúng ta sẽ thấy màu da nhìn tối sầm lại, nhìn tối lại, và cộng thêm nữa là chúng ta sẽ có giống như là da nó bị thô ráp, sần sùi. Nhìn nó giống như chúng ta sẽ thấy được rằng là chúng ta bị mất tế bào, một số như là chúng ta bị mất tế bào sừng nhiều quá, như chúng ta tẩy quá nhiều ha, chúng ta tẩy quá nhiều, chúng ta lấy mất đi, chúng ta bị cà nè, chúng ta lấy scrub nhiều quá, hoặc là chúng do những cái quá trình, do những cái quá trình mà sinh học nó không được phát triển một cách gọi là chuẩn, như là chúng ta ăn uống, chúng ta ngủ không đủ, chúng ta bị stress vân vân, thì cái quá trình của các tế bào này nó bị rối loạn, cho nên cái sự phản xạ ánh sáng trở lại không có được tốt. Chính vì vậy chúng ta sẽ thấy là chúng ta thức khuya hút thuốc, chúng ta bị stress, chúng ta sáng ngày hôm sau chúng ta sẽ thấy gương mặt của chúng ta rất tối, và chúng ta trang điểm thì chúng ta sẽ thấy rằng là không có ăn phấn và phấn nó hay bốc trong bốc lên, đúng không? Cho nên chính vì vậy mà cái lớp sừng ở bên ngoài, biểu bì và cái lớp sừng ở bên ngoài nó không được tốt nha. Và cái chính vì vậy chúng ta cần phải ngó lại, một lát Phượng sẽ đi sâu hơn về cái phần đó. Cái thứ hai nữa, tế bào sừng ở bên ngoài nó có một cái tự phát tạo ra chất giữ ẩm. Nếu nó không có tạo ra được một chất giữ ẩm thì chắc là chúng ta sẽ bị khô đét, không có còn sống cho tới ngày hôm nay. Chúng sẽ tự phát ra cái chất giữ ẩm đó. Nhưng có một điều là khi mà chúng nó tạo ra rất chậm, trong mấy ngày, khoảng cỡ chừng 3 cho tới 4 ngày thì chúng nó mới khôi phục lại. Thì trong khoảng thời gian đó, nếu chúng ta bị những chế độ khắc nghiệt như là chúng ta đi nắng nóng, chúng ta ở trong những vùng mùa đông, hoặc là chúng ta đang có một cái ảnh hưởng nào đó, thì chắc chắn là chúng ta không thể nào chờ cho tế bào của chúng ta tự khôi phục và tự tạo ra độ ẩm được. Và chính vì vậy cho nên chúng ta cần phải dưỡng, chúng ta cần phải dưỡng lại những cái độ ẩm thường xuyên. Đó là lý do tại sao dù cho da chúng ta có đẹp hay da chúng ta có xấu như thế nào, cái việc giữ ẩm cho da chúng ta là lúc nào chúng ta cũng phải hỗ trợ, bởi vì chúng ta bị ảnh hưởng của môi trường xung quanh. Cái phần thứ hai là hai cái phần lớp giữa của các tế bào. Chúng ta sẽ thấy rằng nó tạo ra cái màng giữ nước nha. Ở phía trên là để cái biểu bì để mà thông thương. Để mà nó thông thương thì chính ở cái màng này, ở chính cái màng sternum này. À, cái cơ sở của Phượng đâu rồi, cái màng này nó sẽ tạo ra một cái màng mỡ rất mỏng nha, một màng mỡ rất mỏng rất là trong, chính ngay cái chỗ này là cái màng chất béo ở chỗ này để nó giữ nước, nó không cho mình bốc hơi nha. Sau khi mà nếu ví dụ chẳng hạn chúng ta sẽ thấy là chúng ta đi biển, đi nắng nóng thì chúng ta sẽ bị tróc một cái lớp da biểu bì ở bên ngoài, cái phần sừng ở bên ngoài ra, và phần ở bên đây vẫn còn bảo vệ. Còn như nếu mà không có cái màng này thì chúng ta sẽ bị khô đét luôn, da của chúng ta sẽ chết và các tế bào của chúng ta sẽ bị diệt vong trong một khoảng thời gian rất là ngắn. Và sau đó là phần này, hồi nãy lúc cái bức tranh đầu tiên Phượng đã giải thích là chúng ta tạo ra chất sừng, có nghĩa là những tế bào sừng sẽ được tạo ra từ đây. Ở trong đây cũng sẽ xen kẽ những cái melanin, có nghĩa là những cái hắc tố bào, nó cũng thể hiện màu sắc da của chúng ta nằm ở chỗ này. Và nhắc lại, Phượng nhắc lại là chu kỳ của này từ 20 cho tới 46 ngày để các tế bào sừng này được sinh ra và được mọc lên, và chắc chắn các lớp này phải được gọi là mạnh mẽ, phải được khỏe mạnh thì chúng ta mới có được một làn da khỏe mạnh. Còn như nếu cái phần này chúng ta bị gọi là bị hư hại thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ không có làn da khỏe mạnh. Vừa ở đây mở mặt cũng sẽ nói thêm là chúng ta sẽ thấy được rằng cái mục đích của hai cái tầng lớp này là để dành duy trì ha, nó tạo thành là để duy trì, bởi vì nó tạo ra cái tế bào sừng mà. Chính vì chúng ta có những cái dùng sản phẩm, hoặc là chúng ta đi dùng những gọi là nhúng ta vào những cái chương trình thẩm mỹ mà chúng ta bị đe, mà chúng ta làm hư hại
cái phần này, cái phần trung này cũng là mình hay gọi là giống như là phần chính giữa hai bên, mình gọi giống như là trung bì đó. Cái là ở nơi đây chúng nó sẽ phá hoại, phải làm hư hoại hết tất cả những cái tế bào sừng này, thì chính vì vậy chúng ta không có cơ hội để phục hồi lại một làn da đẹp là như vậy, cho nên chúng ta sẽ hiểu rõ cái tế là lớp trong cùng của biểu bì nha. Lớp trong cùng của biểu bì là chúng ta sẽ thấy ngay chỗ này, lớp trong cùng của biểu bì ở đây thì chúng ta có những cái hắc tố bào nha, có những hắc tố bào ở nơi đây là sản sinh nếu người da mặt đen, hay là ở đây chúng ta có da, chúng ta để coi nha, ở đây chúng ta sẽ có cái slide. Trong cái slide ở đây để chờ phụ chút xíu nha, cái ở trong đây là cái hắc, những cái hắc tế bào có là chúng ta sẽ có phần nền người da đen, người da vàng, người da nâu, là tùy theo cái độ đậm của cái hắc tế bào của cái melanin là nó sinh sôi nhiều ở trong đây để nó thể hiện cái sắc tố đậm màu của da nha. Và các tế bào nền lại là lại phụ lại nhắc lại, bởi vì phần này rất là quan trọng, là chúng ta sẽ thấy là các tế bào nền này sẽ xen kẽ và nó có những cái lỗ hở, anh chị thấy đó, những cái lỗ hở rộng ở chính giữa để có thể có những cái chất đi vào. Và cái phần kế tiếp đó tôi sẽ thấy là chúng ta cần, đó là phần Phượng giới thiệu sơ qua cho chúng ta thấy, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta cần phải tập trung ngày hôm nay. Phượng, ý của Phượng muốn nói là chúng ta cần phải có cái cách để cắt sừng quan trọng như thế nào, và chúng ta sẽ bảo vệ cái lớp sừng này đã sao. Bởi vì khi chúng ta bắt đầu một câu chuyện, chúng ta gặp một người bạn, một người chị hay là một người thân, chúng ta sẽ thấy được cái sắc tố để chúng ta hiểu rõ qua phần cơ bản vừa rồi, thì chúng ta sẽ thấy được rằng cái màu sắc của người này đang sạm da, người này đang bị thô ráp, người này đang bị khô, hoặc là người này đang có những cái vết nhăn bởi vì nó hư hại, bởi vì nó da như thế nào, vân vân. Cho nên là chúng ta sẽ giới thiệu một phần rất cơ bản, chúng ta mở đầu một câu chuyện, bởi vì là nhiều khi là thị trường lạnh, cho nên chúng ta sẽ mở đầu một câu chuyện là các bạn có thể giữ gìn một cái sắc đẹp bằng cách là làm vệ sinh da, bằng cách là ai thì cũng phải già, ai cũng phải có tế bào, đúng không? Cho nên chính vì vậy cho nên chúng ta chỉ có những cái việc vệ sinh hàng ngày rất bình thường, đó là chúng ta cần phải làm sạch da và chúng ta cần phải tẩy bỏ các tế bào chết để làm gì? Để cho chúng da của chúng ta được sáng, chúng ta được mịn, cho da chúng ta được tiếp nhận giao lưu tất cả những cái dinh dưỡng từ ở bên ngoài cũng giống như từ ở bên trong ha. Và cũng giống như là chúng ta sẽ có được một cái sự khỏe mạnh, bởi vì nếu chúng ta không bảo quản được, chúng ta không chăm sóc được làn da của chúng ta, và đặc biệt nhất ở trong khoảng thời gian gần đây thì do cái môi sinh của cái môi trường xung quanh bẩn dơ, không khí ngay cả những tầng ozone cũng đã bị lủng, cho nên là tất cả những tia cực tím UVA, UVB được phá hoại vào trực tiếp vào trong con người ở thời đại ngày hôm nay rất là trầm trọng. Cho nên chính vì vậy qua những cái câu mà chúng ta hiểu rõ được thì chúng ta sẽ dẫn dắt của người đối phương của chúng ta đi vào những cái chương trình mà gọi là rất là đơn giản, cơ bản và những sản phẩm rất là gọi là rẻ tiền, không có mắc mà rất là gần gũi. Trước khi đi đó, Phượng sẽ cho thấy một cái tấm hình này thêm một chút xíu để cho các anh chị thấy được rằng khi tại tại mình phải nhấn định rõ rằng là tại sao mình phải bảo vệ và chăm sóc da. Một cái bệnh hình rất là cụ thể, chúng ta sẽ thấy rằng khi mà chúng ta để một cái chất sừng ở phía bên ngoài của chúng ta dày thì chúng ta sẽ lão hóa, điều đó là hiển nhiên, bởi vì da của chúng ta thô ráp, nhìn rất là cứng, có thể sinh ra mụn bởi vì những cái tế bào chết nó dễ nhiễm khuẩn, rồi nó có thể tạo ra những cái nét nhăn bởi vì nó khô, nó bong lên, nó có cái đường rãnh, cho nên dĩ nhiên là nhìn không đẹp. Thì chúng ta sẽ thấy được hai bên ở đây, khi một cái làn da được bình thường, những cái cấu trúc của cái cấu trúc của da nó sẽ rất là mịn và nó chuẩn, cho nên chúng ta chính vì vậy chúng ta sẽ có một cái làn da rất là mịn. Khi mà chúng ta có ai đó được đi thăm, được đi vào các thẩm mỹ viện mà chúng ta được đưa cái mặt của chúng ta vào trong cái máy để phân tích da đó, thì chúng ta sẽ nhìn ở trên màn hình thì chúng thấy da của chúng ta có những cái đường rất là nhỏ nhỏ giống như vậy, nhưng mà rất là mịn,
không có những cái lỗ hổng, cũng không có những cái chân lông to và cũng không có chế độ sần sùi. Là bởi vì sao? Các anh chị hãy hình dung ra một cách rất là đơn giản, không cần phải nhìn lâu, không cần phải phân tích sâu xa, chúng ta sẽ thấy y chang như vậy. Khi chúng ta có một cái bảo vệ ở bên ngoài tốt, một cái màng biểu bì của chúng ta giống như cái mái nhà như vậy, khi mà có một cái lượng ánh sáng nha, khi mà có một cái lượng ánh sáng rất là lớn, khi mà có một cái lượng ánh sáng rất là ở bên ngoài UV chiếu vào, nhưng mà do cái nha của chúng ta rất tốt cho nên là nó sẽ dội ngược trở lại và nó không thẩm thấu, thì ở trong đây chúng ta sẽ thấy những quá trình luân chuyển cũng giống như vấn đề nước moisture của chúng ta sẽ được luân chuyển, được giữ ở phía trong làn da của chúng ta. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ có làn da mịn màng, nhìn rất là tươi mát và khỏe mạnh. Còn ở bên đây khi chúng ta có một cái làn da bị thô ráp, có nghĩa là bị già nua, bị vấn đề nha, chúng ta sẽ sần sùi, chúng ta sẽ thấy có những lỗ hổng do chúng ta không kỳ cọ, chúng ta không tẩy rửa những cái chất sừng này đi, thì chúng ta sẽ thấy rằng để ra những cái lỗ hổng để cho những cái UV được đi vào ha, và chính cũng những cái lỗ hổng này để cho những cái moisture được đi ngược trở ra, cho nên da của chúng ta bị tình trạng vô mất nước, nhìn của chúng ta sẽ bị héo héo hắt khô, và chúng ta sườn hay bị giống như là bị da bông 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 nhỏ nhỏ, người ta gọi là bên nhóm da khô đó. Và dĩ nhiên là dần dần theo năm tháng thì da của chúng ta sẽ bị damage, bị hư hại. Phần thứ ra trong chồng mình cũng thấy là nếu mà thiếu chất sừng thì chúng ta cũng suy yếu, đó là hiển nhiên. Bước thứ hai là giải thích cho các anh chị ha. Mình đi đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ bảo vệ và loại bỏ chất sừng đúng cách bằng tất cả những dòng sản phẩm thích hợp. Ở trong đây Phượng thì có rất là ngoài thị trường rất là nhiều, nhưng chúng ta làm kinh doanh với Nu Skin cho nên chúng ta sẽ thực dụng, cũng như là chúng ta sẽ thực tế rằng là áp dụng những cái dòng sản phẩm ở trong công ty Nu Skin của chúng ta để có thể giới thiệu được cho người thân của mình trong gia đình cũng giống như là những bạn bè ở bên ngoài. Thì trước tiên là Phượng muốn giới thiệu tới hai cái sản phẩm rất là gần gũi với tất cả mọi người của chúng ta nha, mọi người ở chúng ta, đó là cái exfoliant scrub và một cái facial scrub. Hai cái này có thể nói là khi chúng ta mà hiểu được nó thì chúng ta sẽ thấy rằng nó rất là thông dụng. Có nhiều cái đơn giản mà chúng ta phải hiểu chữ exfoliant, chúng ta đọc bất cứ chỗ nào ở đâu thì chúng ta sẽ biết được đó là tẩy tế bào chết ha. Scrub là chúng ta chùi rửa, xoa nắng nó, cho nên là khi chúng ta gặp bất cứ một sản phẩm nào thì chúng ta biết đây là cái dạng tẩy tế bào chết. Facial scrub là một cái dạng, cũng là một cái dạng cát, mà hạt cát cao hơn thì Phượng sẽ phân tích từng thứ. Khi các anh chị hiểu rõ từng một cái sản phẩm chúng ta đang cầm ở tay thì khi chúng ta đi ra ngoài chúng ta rất tự tin cho bản thân của chúng ta và tự tin sẽ đem một cái điều tốt gì cho người khách hàng của mình. Trong cái exfoliant scrub là cái chai bên đây, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ dùng cho tất cả các loại da nha. Chúng ta sẽ dùng cho tất cả các loại da. Chúng ta có thể dùng được mỗi ngày nếu chúng ta dùng nó như một cái chế độ nhẹ nhàng. Xoa massage cũng rất là nhẹ nhàng. Hoặc là chúng ta có cái cách để mà apply, có nghĩa là thoa lên trên nó. Nhưng mà tốt nhất thì Phượng muốn cho các anh chị rằng chúng ta chỉ nên dùng 2 lần trên một tuần. Bởi vì tất cả các loại da khác nhau, ngoại trừ những người mà gọi là chuyên gia thì họ sẽ biết dùng cái này như thế nào trong tuần, dùng mỗi ngày. Còn như nếu chúng ta chỉ là những người bình thường, những người khách hàng bình thường, chúng ta cũng chưa biết thể loại da chúng ta như thế nào, thì tốt nhất chúng ta chỉ nên dùng 2 lần trong một tuần là đủ. Chúng ta dĩ nhiên là chúng ta sẽ không dùng nó khi mà chúng ta có mụn, bởi vì chúng ta có mụn thì có một cái không biết mụn loại nào, loại mụn bọc gì cho các anh chị đang có, nhưng mà chắc chắn nó sẽ có đem một cái sự viêm. Ha, cho nên nó có những cái lỗ, cái lỗ chân lông bị đang viêm trên một cái đó thì chúng ta dùng cái này là không được. Và đặc biệt là cái chai này cũng không có dùng khi các anh chị đang dùng trong cái bộ 180. Bởi vì trong một bộ 180 có cái face wash 180 cũng đã thuộc bên nhóm là có thể tẩy được tế bào chết rồi. Cho nên là có một cái chế độ tẩy thường xuyên như vậy rồi thì chúng ta cũng không nên dùng khi ai đang dùng trong một bộ 180. Ưu tính của cái chai lọ chai này là khi chúng nó không làm khô, không làm khô mà khi chúng ta làm sạch, có nghĩa là khi chúng ta rửa mặt bằng cái này đó thì nó không có làm cho da của chúng ta khô ráp lại. Lý do tại sao một lát Phượng sẽ nêu ra những cái chất ở trong đó. Ưu tính của nó là không làm cho chúng ta khô khi mà chúng ta dùng, và nó cũng là một trong những cái rất là an toàn mà tất cả những cái bác sĩ về da liễu cũng hay dùng nó. Ở bên Mỹ này dùng nó để mà có thể test trên cái sản phẩm da của cái người khách hàng bệnh nhân của mình.
Và dĩ nhiên là ghi chú rằng là bất cứ cái gì chúng ta cần dùng quá nhiều thì đều có một cái điều bất lợi. Như hồi lúc đầu cái trang đầu Phượng nói đó, khi mà chúng ta tẩy quá nhiều mà ngoài sự điều khiển của chúng ta sẽ lấy đi quá nhiều chất sừng. Chất sừng ở trong chẩn hồi nãy mình quay trở lại, chất sừng của chúng ta có các tế bào, các tế bào gọi là phản xạ lại với ánh sáng. Nhưng mà nếu chúng ta lấy hết thì nó không còn lại cái tế bào đó, thì chắc chắn là da chúng ta sẽ tối sầm lại, nhìn ra sừng xù và thô ráp. Những cái tế bào phản xạ ánh sáng đã mất đi rồi nha. Cho nên chúng ta sẽ để ý khi chúng ta xài cái này liên tục thì ban đầu chúng ta sẽ thấy gương mặt chúng ta rất sáng rất đẹp, sau đó thì bắt đầu tối sầm ngược trở lại nha. Thì chúng ta lại không có thắc mắc, không biết lý do tại sao, bởi vì chúng ta đã tẩy đi chất sừng quá nhiều. Và nếu trường hợp đó nó xảy ra thì chúng ta hãy ngưng, chúng ta ngưng lại vài tuần và sau đó chúng ta dưỡng lại nha, dưỡng lại trong 2 lần 1 tuần. Thành phần chính ở trong cái chai này để chúng ta thấy rằng nó có được làm mang tính chất mát, giống người Phụ vừa nói là dùng cho tất cả các loại da, cho nên nó cũng lấy được từ trong cây nho đam, là cái lô hội đó, cây nho đam, và một cái loại stearic acid nhẹ, nó nằm ở trong dầu ô liu, cũng giống như nằm ở trong dầu coconut, là cái gì, trái dừa, nằm ở trong trái dừa. Đây là một cái loại axit nhẹ rất nhiều, được dùng nhiều ở trong tất cả các mỹ phẩm ở trên thế giới. Và tại vì tất cả một cái loại chất ở trong cái coconut oil này đã tạo ra một cái chất nhờn để có thể lấy được những cái chất nhờn ở trong cái những cái lỗ chân lông của chúng ta ra, đó là lý do nó được làm sạch và nó được lấy từ một cái loại tảo tảo ở trong thiên nhiên, nó gọi là natural marine diatom, có nghĩa là một cái loại tảo ở trong thiên nhiên. Cho nên ở trong đây thì cái phần của cái chai exfoliant scrub rất là thông dụng, thân thiện để cho tất cả các mọi người, mọi khách hàng có thể dùng nó ở nhà trong một sự yên tâm nhất, và đặc biệt là giá thành rất là rẻ. Nếu mà các anh chị có từng dùng những hàng brand name nha, những hàng mà gọi là nổi tiếng, thì các anh chị sẽ được khẳng định được liền cái giá của sản phẩm này rất rẻ. Tương tự thì chúng ta sẽ đi qua bên cái facial scrub, cái sự khác biệt như thế nào và giống nhau như thế nào giữa cái chai facial scrub này. Chai facial scrub này nó cũng giống như là cái exfoliant scrub nhưng mà nó thuộc diện mạnh hơn một chút ha, bởi vì nó có sự kết hợp giữa các hạt cát, có nghĩa là bột của cái đậu walnut, có nghĩa là cái đậu óc chó. Ở bên nước ngoài có cái đậu sần sần giống như là cái bộ óc của mình đó, nó gọi là cái đậu óc chó. Ở trong cái vỏ của cái đậu này rất giàu protein ha, khi mà chúng ta dùng nó. Thì ở trong đây khi chúng ta massage lên trên mặt thì những cái hạt cát nhuyễn và rất mịn này nó sẽ giúp cho chúng ta tẩy sạch các loại tế bào sừng hơn, cho nên nó giống như cái chai exfoliant scrub nhưng mà nó là thuộc diện dạng mạnh hơn một chút ha. Nó thường là không dùng cho những loại da nhạy cảm, bởi vì nó mạnh hơn mà. Da nhạy cảm là da rất là làm bỏng, có những cái đeo là cái đường nứt của những cái máu, thì chắc chắn khi chúng ta chà sát lên giống như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có được tốt. Và tương tự là chúng ta sẽ dùng một tuần 2 lần, cái này chắc chắn là chúng ta dùng một tuần 2 lần, chúng ta không thể nào mà dùng hơn được nhiều lần trong một 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 tuần. Chúng ta sẽ không thể nào dùng được nhiều lần trong một tuần ha, tại vì chắc chắn là chúng ta cũng không dùng cho mụn. À, những người có da mụn cũng chắc không thể dùng, chúng ta sẽ cảm thấy là bị sát, là bởi vì khi chúng ta chà trên gương mặt thì chúng ta có những cái lỗ chân lông mụn của chúng ta, đặc biệt là chúng ta đang bị viêm mà loại mụn nặng một chút xíu hay là mụn bọc, chúng ta không thể nào hình dung, chúng ta thấy là chúng ta dùng bóng cát để nó chà lên ha. Cho nên chắc chắn là không, da nhạy cảm cũng xong không, và những cái da dark color có nghĩa là sậm màu cũng không nên dùng nha. Đây là cái mà chúng ta cần phải để ý. Và đặc biệt tương tự nó cũng không dùng cho cái bộ 180. Khi ai đó dùng một bộ 180 thì chúng ta cũng sẽ không dùng bộ này. Và tất nhiên tương tự khi cái gì chúng ta dùng quá nhiều thì chúng ta sẽ bị khô và chúng ta sẽ có cái mất cái độ sáng của da mặt. Thành phần chính ở trong cái chai này cũng là được làm từ cái chất nho đam, cũng là có cái lô hội, cái cọng nho đam, và nó được kết hợp theo cái bột của đậu óc chó, tức là walnut, và có nhiều vitamin A và vitamin E, vitamin A đó, vitamin A và vitamin E để cho cái sự dinh dưỡng của da. Đây là 2 cái chai mà Phượng thấy là thông dụng nhất, và người ở trong gia đình, đặc biệt là tất cả các em ở tuổi mới lớn, là chúng ta cần có một cái sự giống như là chỉ cần chăm sóc da
chưa tới cái lúc treatment, bởi vì các em chưa trưởng thành thật sự, chưa qua tuổi 25, 30, cho nên các em chỉ cần rửa mặt và nhận định được rằng là chúng ta cần phải tẩy rửa như thế nào trên hai chai này. Thông thường là có mặt trên từng cây số, có nghĩa là trên từng mỗi gia đình đều có mặt của hai chai này. Và kế tiếp là chúng ta sẽ đi cái phần mà cái ASA, cái phần của ASA ở trong cái bộ 180 và cái Palissin Peel. Hai cái này cũng được coi giống như là chúng ta tẩy đi tế bào sừng. Cái ASA Peel là dùng cho tất cả các loại da và chắc chắn là chúng ta sẽ tránh cho cái da nhạy cảm. Cái cách dùng thì các anh chị sẽ biết được rằng chúng ta sẽ thoa đi theo từng step, không có gì hết. Ở trong đây có một cái khi Phượng giải thích xong, Phượng sẽ chỉ cho các anh chị dùng. Ở trong đây thì chúng ta chỉ dùng từ 1 cho tới 2 lần trong một tuần, mặc dù là các anh chị sẽ thấy được ở trong các chương trình chỉ dẫn của công ty sẽ cho các anh chị dùng 3 hay 4 lần hoặc nhiều người, nhưng mà Phượng khuyên các anh chị là chỉ dùng một lần trên 10 ngày, hoặc là một tuần, hoặc là 1 đến 2 lần trên 10 ngày. Và bởi vì cái này rất là đặc biệt thì các anh chị phải biết nhận định cho cái làn da của mình, loại da của mình. Mục đích của nó là làm cho sáng da, nó lấy tế bào chết, bởi vì nó là một lấy hình thức loại nhẹ ha, nó cũng làm cho mất đi cái các vết nhăn nhỏ 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 nhuyễn nhuyễn ở trên da, bởi vì đã là lột nhẹ mà chúng ta sẽ lột nhẹ một cái lớp màng da của chúng ta, nhìn có một khoảng cái 3-4 layer làm cho mịn màng và tươi sáng hơn, bởi vì thành phần chính ở trong đó nó là clear, nó là một cái loại lipoic acid peel. Cái này là có trong để còn nhớ là cái này nó có ở trong đường á, cái mía mình ăn á, hoặc là trong những cái loại trái cây, nó rất là thông dụng. Các anh chị sẽ mua tất cả những cái loại mà lột tẩy nào trên thị trường, các anh chị đều sấy cái phần thành phần này, và chúng ta sẽ thấy được cái chữ SAS AHA này, thì chúng ta sẽ thấy nó là loại là alpha hydroxy acid, có nghĩa là một cái loại acid rất là nhẹ để dành để tẩy lột ở trong cái làn da của mình. Cho nên là khi mà chúng ta dùng, để ý khi chúng ta dùng cái axit lột nhẹ để chúng ta lấy đi những cái tế bào chết, chúng ta có thể tẩy một cái lớp da mỏng đi để chúng ta có thể những cái vết tàn nhang mà do chúng ta đi nắng hay là chúng ta bị hư hại khi mà chúng ta có một khoảng thời gian bị expo, với nghĩa là bị phơi bày, bị đi giống như là trực tiếp dưới nắng, cũng như đi camping, chúng ta đi đâu một khoảng thời gian vậy đó, đi chơi hoặc là đi về Việt Nam hay đâu đó. À, những cái nét nhăn khô chúng ta muốn thay đổi cái lớp tế bào sừng ở bên ngoài đó một chút xíu, thì chúng ta sẽ dùng cái ASA này ha. Và chúng ta sẽ khi chúng ta dùng thì chúng ta sẽ tương tự dùng từng bước, chúng ta sẽ dùng cái ở trong cái hộp này, thì chúng ta sẽ thấy là trong cái hộp này chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta mở ra ở trong chậu nó có từng lớp một, cho nên chúng ta dùng cái cây nhíp gấp ra, chúng ta không thể nào dùng tay, là bởi vì những cái vi trùng nó sẽ vào ở, nó phải phát triển rất là mau ở trong cái môi trường axit, cho nên giống như vậy chúng ta sẽ gấp ra từng miếng và chúng ta sẽ chét lên trên mặt, và chúng ta sẽ chờ cho nó khô khoảng cỡ chừng 5-7 phút tùy theo loại da, có loại da khô rất mau và có loại da thì khô chậm hơn. Sau đó thì chúng ta lại tiếp tục dùng cái một cái miếng ở phía miếng thứ hai ở trong cái hộp nắp màu trắng, chúng ta lại chét lên ha. Cho nên là cái này thông thường thì một số anh chị em nào mà có một chút xíu cái kiến thức về vấn đề beauty thì chúng ta hãy dùng, còn như nếu ở trong gia đình thì Phượng khuyên là chúng ta không cần dùng loại này, bởi vì không biết là một tháng chúng ta sẽ dùng bao nhiêu, nhưng chúng ta mở cái hộp ra rồi chúng ta xài 1-2 miếng thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị khô. Chính vì vậy mà sản phẩm này chỉ thích hợp ở trong các tiệm thẩm mỹ viện, hoặc là những người chuyên đi làm về thẩm mỹ, họ có một cái nhu cầu xài rất là cao thì họ sẽ làm, hoặc là trong các spa. Và cái bên nữa là chúng ta sẽ có cái chai cái tweed polishing peel, rất là popular, thì mình hay gọi cái đó là gọi là cái mặt nạ kỳ ha, dạng kỳ cọ, có nghĩa là sau khi chúng ta thoa vào lên trên mặt chúng ta đầu kỳ. Cái loại này thì dùng cho tất cả các loại da ha, nhưng mà chắc chắn là phải tránh cho loại da nhạy cảm và da mỏng, bởi vì chúng ta cứ hình dung chúng ta cái da mỏng và da nhạy cảm thì chúng ta thoa lên rồi chúng ta cứ kỳ nó nha, kỳ cọ nó thì chúng ta có thấy rát không, chắc chắn là sẽ bị rát hoặc sẽ bị hư hại nếu chúng ta càng thiếu kỹ thuật nữa. Cho nên chúng ta cũng tương tự, chúng ta sẽ dùng 1 đến 2 lần trên một tuần tùy theo nhu cầu của con người và tùy theo cái loại da.
chúng ta bị thô ráp nhiều, chúng ta cần phải lấy tẩy nhiều thì chúng ta sẽ dùng như vậy. Còn những cái da mặt mà đã được treatment đẹp rồi, chúng ta sẽ được tẩy ra khoảng cỡ chừng từ 10 ngày cho tới 15 ngày chúng ta tẩy được, cho nên theo nhu cầu nha. Chúng ta không dùng cho da nhạy cảm, cũng giống như da mỏng, da da bị mụn nha. Cũng giống như là không dùng với bộ 180, chắc chắn là không dùng với bộ 180, và đặc biệt là chúng ta càng không để cho nó quá khô. Khi mà chúng ta sức lên trên mặt chúng ta để quá khô mà chúng ta kỳ thì sẽ không còn tác dụng, mà nó còn lại mang lại cho cái da của chúng ta sẽ bị hư hại, đau rát nhiều hơn. Nếu tình trạng chúng ta bị để lỡ mà cho nó bị khô một chút xíu thì chúng ta sẽ dùng những chất có tính chất moisturizer. Ở trong đây chúng ta sẽ có cái chai Natca Mist, chúng ta sẽ xịt lên, nhưng xịt vừa đủ nha, chỉ xịt vừa đủ, nếu không chúng ta sẽ hoàn trả lại cái độ lỏng thì chúng ta cũng sẽ không có kết quả. Thành phần chính ở trong cái chai này thì chúng ta sẽ có cái men của một cái trái bí đỏ ha, cái enzyme của cái trái bí đỏ, cái pumpkin bên mình sẽ gọi là trái bí đỏ. Nó hỗ trợ và tái tạo là các tế bào bị hư hại, nó tốt ở chỗ này, nó hỗ trợ nha, giúp tái tạo, có nghĩa là giúp là các tế bào bị hư hại và nó giữ lấy các những cái tế bào già, có nghĩa là khi các tế bào già dễ bị hư hại thì này nó giúp những cái tế bào đó được phục hồi nha. Nó không giống như, đừng lẫn lộn, nó giống như cái age loss, nó giống như cái age loss của chúng ta là tái tạo, là renew, còn cái này nó hỗ trợ sửa chữa lại nha, nó sửa chữa lại cho cái tế bào mà đang bị trong tình trạng bị hư hại. Rồi ở trong trong đây để mình thấy là tới bên đó là cái gì nha. Ở đây nữa là mình sẽ có cái marine mud, cũng là một cái mà rất ư là thông dụng. Cái marine mud là dùng cho tất cả các loại da và thậm chí là dùng cho luôn ngay cả cái cơ thể của con người. Chúng ta có thể dùng từ 2 cho tới 3 lần trên một tuần, tùy theo loại da và tùy theo nhu cầu của con người. Có thể nói là một cái marine mud này là một cái rất là tốt, ưu tính rất là tốt, và đặc biệt chúng ta không dùng nhiều quá. Dĩ nhiên cái gì mà chúng ta dùng nhiều quá thì chúng ta sẽ bị không được như ý muốn, bởi vì cái này nó có một cái chế độ rút dầu, rút chất độc sẽ rất là cao, cho nên nếu chúng ta sức liên tục thì chúng ta sẽ rút hết những cái dầu tốt ở phía trong cái tế bào của chúng ta, cho nên giúp chúng ta làm cho chúng ta cũng sẽ bị da khô. Cho nên là ở trong đây với mục đích là chúng ta muốn lấy tế bào chết, lấy được những cái tạp chất và lấy luôn cả những cái toxic, có nghĩa là những cái chất độc nằm ở trong những cái lỗ chân lông của chúng ta. Và khi chúng ta dùng cái này thì chúng dùng cái Marimot này thì chúng ta sẽ có được một làn da mềm mại và sạch sẽ, rất là sáng. Bởi vì ở trong cái mớt này nó rất là đặc biệt, nó có thể là đem tới hơn cả đem gần gần 50 tất cả các khoáng chất nha, nó đem gần đến 50 các loại khoáng chất, như là chẳng hạn chúng ta cũng phải dùng cần những cái khoáng chất như là đồng, kẽm, magie, là bạc, rồi vân vân. Tất cả những cái khoáng chất chúng ta cũng đều phải cần để trong quá trình gọi là phân giải và hóa học trong cơ thể của chúng ta. Ưu tính ở chỗ là bởi vì cái thành phần chính ở trong cái thuyết này nó được lấy từ một cái loại bùn từ ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương, và nó được chiết xuất từ những cái loại tảo ha. Ở đây thì các anh chị sẽ thấy được rằng là khi các anh chị để ý là người nào mà khách hàng bị mụn, chúng ta thoa cái Marine Mist này vào thì chúng ta sẽ thấy được nhẹ ngay liền, nhẹ rất là nhẹ mặt liền. Hoặc là bản thân ngay chúng ta, nếu một ngày nào chúng ta làm việc, nhất là các anh thanh niên nam, những người mà gọi là có một cái chế độ làm việc mệt nhọc, cho nên là cái chế độ phân giải ở trong cái tế bào da của chúng ta, các tuyến làm việc rất là cực lực, tuyến tuyến nhờn cũng giống như tuyến dầu, nó làm việc rất là công suất rất là cao, cho nên gương mặt của chúng ta thường bóng lên, dơ, và chúng ta cũng có thể gây tình trạng mụn hay viêm nhiễm nếu chúng ta không biết vệ sinh. Chính vì vậy khi chúng ta thoa cái này vào thì chúng ta sẽ thấy gương mặt của chúng ta nhẹ hẳn liền. Và nếu như các anh chị Phượng cũng thường hay chia sẻ, các anh chị Phượng dùng cái này để Phượng thoa trên toàn bộ cơ thể của mình, một cái tiếp giống như vậy là vừa đủ trên một cơ thể, là sau khi chúng ta vừa thoa xong ra chúng ta sẽ cảm thấy một cảm giác rất nhẹ nhàng, là bởi vì cái tất cả các tế bào da trên con người cũng chúng ta cũng là da, nó cũng có những tạp chất, nó cũng có những cái toxic nó cũng cần lấy, nhưng mà thường thường chúng ta hay tập trung vào trong gương mặt của mình, chúng ta quên lửng là chúng ta cần phải lo cho cơ thể. Còn nếu ai đó có lo thì chúng ta sẽ đi tới những thẩm mỹ viện để chúng ta tắm bùn, chúng ta body wrap vân vân,
Cho nên chính vì vậy ngay tại gia chúng ta có thể dùng được một của cái lọ này để chúng ta có thể tự phục vụ lấy chính bản thân của mình ha, bằng một cái tip mà remote. Và đặc biệt nữa là khi chúng ta có những con em nhỏ, chúng ta có những cái một cái task rất là nhỏ, chẳng hạn như bị mấy cái con côn trùng, con kiến đồ cắn, hoặc là bị ngứa dị ứng do những cái bụi bặm đó, các con em thường hay ngứa, gãi đỏ, mẩn đỏ lên, hoặc là những cái mục của kiến, thì các anh chị sẽ thấy lấy cái này thoa lên thì chúng ta sẽ thấy được độ êm dịu, nó gọi là calming mode đó. Ở trong đây chúng ta sẽ thấy là rất tiện. Đây cũng là một trong những dòng sản phẩm được coi như là một cái tủ thuốc ở gia đình, để ở trong nhà, và rất tiện lợi trong cái hộp gọi là beauty box ở trong cái phòng tắm của mọi người. Không nên thiếu cái chai này, bởi vì chu kỳ quân bình là chúng ta cần phải lấy tế bào chết, nhưng trong cái màu remote này có rất ư là nhiều chất bổ dưỡng nha, có rất ư là nhiều chất bổ dưỡng trong cái màu remote này. Nó không đơn giản chỉ có thể là tẩy tế bào chết như một số các sản phẩm khác, mà nó còn cung cấp được những chất dinh dưỡng. Nên đây là một cái chai tốt cho chúng ta dùng. Bên đây nữa thì chúng ta sẽ thấy một cái clay pad này, chúng ta làm cái dạng thạch cao, thì chúng ta cũng sẽ có một rất là ngạc nhiên, là chúng ta sẽ nói là em xài cái màu remote, tại sao em phải xài clay pad, đúng không? Cái clay pad thì cũng dùng cho tất cả các loại da, chúng ta sẽ dùng cho cái clay pad này cho da dầu, da nhờn, và những người sống những ở vùng nhiệt đới, có nghĩa là humid, nó có nghĩa là nóng bỏng, mồ hôi nhễ nhại, thì chúng ta càng đặc biệt dùng cái này hơn. Tương tự chúng ta cũng sẽ dùng 2 lần trên 1 tuần ha, quân bình cỡ như vậy. Chúng ta cũng không nên dùng thường quá, vì nó sẽ lấy hết tất cả những cái vi tố dầu ở trong con người của mình, và đặc biệt là không dùng cho cái gương mặt mụn. Thành phần chính ở trong cái clay pad này là cái gì, để chúng ta có thể so khi nào chúng ta dùng clay pad, khi nào thì chúng ta sẽ dùng cái màu remote. Là đây là một cái loại thạch cao, và thạch cao cao linh, nếu nói tới chữ cao linh thì gần như là chúng ta trưng đo một cái thạch cao của vùng núi ở bên Trung Quốc, được coi như là trong beauty từ hồi nào giờ người ta nói được coi như là thạch cao của Trung Quốc luôn, hẳn coi như là khi nói tới chữ cao linh là chúng ta phải nhớ là như vậy. Và thành phần thứ hai ở trong cái clay pad này, nó có cái thạch cao của bentonite, nó có nghĩa là được lấy từ ở trong cái núi lửa ha, trên cái khoáng chất rất là nhiều, chung với cây nha đam là cái lô hội, và những cái chất giữ ẩm. Và trong đây đặc biệt nhất là chúng ta sẽ có những cái thành phần mà trong chai Natca sẽ có ở phía trong cái clay pad này. Cho nên là khi mà chúng ta cái chúng ta dùng cái clay pad này, nó làm cho cái da của chúng ta đó cảm thấy nhẹ nhàng y chang giống như cái màu remote. Nhưng mà đặc biệt ở bên cái clay pad này có một cái ưu tính là nó rất thích hợp cho một cái loại mụn trứng cá. Khi chúng ta bị mụn trứng cá thì cái thành phần cấu trúc, cái thành phần trong cái loại này là rất thích hợp cho một cái loại mụn trứng cá. Nó cũng giống như clay pad, cái màu remote, nó cũng lấy tạp chất, nó cũng làm sạch da, nó cũng lấy dầu ha, nó dùng được cho cũng như là cái đặc biệt là hàng clay pad này dùng cho được da mụn. Có người những người đang bị mụn nha, bị ban mụn, bị viêm nhẹ thì lại dùng được cái clay pad này. Chúng ta khi chúng ta bị mụn, bị viêm nhẹ thì chúng ta lại không dùng marinade, mà chúng ta lại xây qua chúng ta dùng lại được cái clay pad này, viêm nhẹ thôi nha, không viêm nặng, và chúng cảm thấy được nhẹ nhàng hơn. Đó là cái clay pad và cái marinade, để mà chúng ta so sánh được, chúng ta sẽ có một cái dạng bùn và một cái dạng thạch cao. À, phần này Phượng sẽ cho sơ lên, cái này là cũng một dạng để dùng để mà rửa, với một cái mức độ cũng giống như là chúng ta sẽ lấy, nhưng mà không nằm trong thuộc phần của cái tế bào sừng, ở trong đây cũng giống như vậy. Cho nên cuối cùng thì chúng ta đã thấy được rằng tùy theo từng cái loại da của chúng ta nha, tùy theo từng loại da của chúng ta mà chúng ta sẽ biết rằng chúng ta lấy cái tế bào sừng đó như thế nào, và bảo vệ cái tế bào sừng đó như thế nào để cho da của chúng ta được khỏe mạnh. Và chắc chắn rằng là chúng ta cần phải chọn lựa một cái dòng sản phẩm cho nó đúng theo từng cái loại da của mình, và chúng ta cần phải có biết được một cái phương pháp dùng cho nó, để cho nó được gọi là chuẩn số lần dùng. Bởi vì nếu chúng ta dùng cái gì mà quá cái công dụng của nó thì chúng ta sẽ bị side effect, chúng ta sẽ bị là những cái tác hại khác mà chúng ta hoàn toàn không biết.
ha. Và dĩ nhiên trong cái cách dùng này là có những cái động tác cũng giống cái thời gian để bao lâu cũng như cái kỹ thuật dùng. À, ví dụ như Phượng có thể lấy ra một cái cho anh chị thấy rằng là cái Marine Musk màu xanh trên gương mặt là anh chị thấy không, cái màu xanh nó lợt hơn một chút xíu ha, ở trên này màu xanh đậm, có nghĩa là động tác là chúng ta thoa lên. Chắc chắn là khi chúng ta cách dùng là chúng ta muốn 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 áp dụng muốn apply, có nghĩa là sức thoa một cái gì đó lên trên gương mặt chúng ta, thì chắc chắn là chúng ta cần phải rửa mặt. Cái khâu rửa mặt chúng ta sẽ được học lần sau là cách rửa mặt cũng giống như những sản phẩm mà dùng để rửa mặt, thì chắc chắn chúng ta cần phải rửa mặt. À, và dĩ nhiên là nước ấm là một cái nước gọi là cơ bản rất tốt trên cho mọi trường hợp. Và sau khi đó là chúng ta sẽ thoa cái Marine Mist lên, tránh những vùng mắt nhiều bởi vì đây là bùn, cho nên chúng ta sẽ tránh những vùng mắt và những vùng miệng của chúng ta. Sau đó thì chúng ta sẽ chờ và tùy theo từng loại da mà cái độ bốc hơi nó sẽ mau hay chậm, hoặc là tùy theo độ dơ ở trong da của chúng ta mà nó được rút dầu ra, cho nên chúng ta sẽ có cái độ khô nó khác nhau. Và chúng ta sẽ thấy là khi nó khô thì chúng ta sẽ thấy có màu xanh rất lợt và máu nó còn còn ướt, nó sẽ màu xanh đậm. Vậy thì chúng ta hãy chờ cho tới khi nào nó vừa đủ khô, chúng ta không thể nào để khô quá, nó nứt ra giống như một mảnh ruộng bị khô cằn, thì lúc đó chúng ta sẽ không còn tác dụng tốt nữa. Mà chúng ta gặp trường hợp như vậy thì chúng ta hơi xịt một chút xíu nước ẩm moisture vào để tiếp tục chúng ta có thể đi rửa ha, bởi vì không làm căng cái mặt, lúc đó nó sẽ làm cho da mặt của chúng ta rất căng lên. Đó là những cái kỹ thuật ví dụ như là cái cao lên là cái clay pad ở bên tay trái, thì chúng ta sẽ thấy được rằng ở trong đây chúng ta vừa để vừa dẻo, có nghĩa là không được khô quá thì lắc đầu chúng ta đi rửa. Đừng lẫn lộn cái này là cái mặt nạ đất sét mà chúng ta áp dụng một hồi thì chúng ta cầm nguyên cái mặt ra. Ở trong các thẩm mỹ viện hay các spa nó có một cái loại đất sét nha, cũng loại là clay, nhưng mà nó giống như nguyên một cái gương mặt nạ để mà chơi game gì đó. Chúng ta vừa sức lên xong một cái cầm nguyên cái mặt đó nó khô cứng, cái đó khác, cái này khác, cái này chúng ta rửa nha, cho nên chúng ta không để quá khô giống như vậy. Cũng giống như là cái polishing peel, chúng ta cũng không để quá khô, chúng ta cũng không để quá khô mà chúng ta chỉ vừa đủ khô để cho chúng ta kỳ trên làn da của chúng ta, mục đích là chúng ta lấy đi những cái tế bào chết để mà chúng ta có thể không có hư hại vào phía trong, phía dưới của cái đầu của cái trung bì, là có nghĩa phía cuối của cái tế bào sừng ở phía trên. Đó là tất cả cho chương trình của ngày hôm nay. Chúng ta có thể là tận dụng nguyên một cái dòng line, nguyên một cái số sản phẩm mà chúng ta lấy về tế bào sừng, và chúng ta sẽ đi vào trong cái list, cái danh sách của mình á, chúng ta cần tiên xuống những cái lọ chai này dành trong còn trường hợp nào ha, và chúng ta cần phải ôn lại cái cấu tạo cái cấu tạo mỗi một lần, bởi vì Phượng Phượng sẽ đi với các anh chị vì thời gian mà chúng ta vẫn vẫn phải kinh doanh. Chúng ta không, ở đây không giống như là học đường, một cái trường thẩm mỹ để chúng ta học từ từ để chúng ta trở thành một người esthetician, là một cái người chuyên nhân về da, mà chúng ta đang đi học để chúng ta hỗ trợ cho kinh doanh của chúng ta. Chúng ta cần phải giới thiệu, chia sẻ cho khách hàng, và đặc biệt trong tuần này là cuối tháng, cho nên là chúng ta cần phải chia sẻ cho thật nhiều những cái sản phẩm mà người tiêu đến tay của những người tiêu dùng. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ học theo chiều dọc, chúng ta sẽ phụ sẽ đi kèm mỗi một lần đều có cấu tạo về cấu trúc về da, để cho đi các anh chị sẽ được lặp đi lặp lại và được nhớ. Một lần chúng ta sẽ học hết về cấu tạo về da chúng ta sẽ không nhớ được rõ, cho nên các anh chị khi qua một cái bài này các anh chị sẽ biết được là cấu tạo da ngày hôm nay chúng ta chỉ tập trung vào phần của chất sừng. Chất sừng nhiệm vụ là để bảo vệ cho làn da của chúng ta, bảo vệ trên cơ thể của chúng ta. Mất chất sừng chúng ta cũng không được, mà có chất sừng quá dày chúng ta cũng không được, thể hiện sự già nua, mà thiếu nó thì cũng sẽ bị hư hại và già nua. Cho nên chất sừng ở lớp bên ngoài gồm có tế bào sừng và cái chất sừng già chết ở bên ngoài. Chúng ta cần phải lấy những cái chất sừng già chết ở bên ngoài và bảo vệ các tế bào sừng được mọc và được phát triển một cách rất mạnh mẽ để có được một làn da. Còn những cái vấn đề mà chúng ta bị nhăn, chúng ta bị sụn hay gì đó ha, là cái đó là cái phần của thứ hai, phần ở phía dưới của phần trung bì và hạ bì là khác. Ngày hôm nay chúng ta chỉ tập trung toàn bộ. Sau khi cái bài này các anh chị sẽ thấy rằng chúng ta sẽ có một cái lượng khách hàng, bởi vì ở đây là tất cả mọi người, cho tất cả các em ở tuổi rất là nhỏ, ở độ tuổi từ 20 cho tới 20 cho tới 35, là các em chỉ cần có thể nói rằng là dưỡng, có nghĩa là 20 trở xuống, 20 trở xuống là các em chỉ cần giữ vệ sinh
nha. Cho nên là cách chữa vệ sinh và theo thích hợp cho làn da, bắt đầu từ ở tuổi 25 trở lên là chúng ta sẽ có giữ vệ sinh và có một cái gọi là bảo trì, nó gọi là dưỡng, chúng ta giữ để chúng ta đừng có bị hư hại. Và trên ở độ tuổi 40 trở lên là chúng ta chẳng những vừa giữ mà chúng ta vừa dưỡng mà chúng ta còn treatment. Cho nên ở trong đây, nhưng tất cả ba nhóm người này đều ai không thể nào qua khỏi cái khâu là cần phải tẩy tế bào sừng và cần phải bảo vệ tế bào sừng, không một nhóm nào đi qua cái khâu này hết. Cho nên đây là một cái khâu đầu tiên chúng ta cần phải giữ rõ, và nó rất duyên dáng khi bắt đầu chúng ta được nhận diện, chúng ta gặp một người, chúng ta thấy một làn da, chúng ta thấy được một gương mặt, ít nhất chúng ta đã bắt đầu được một câu chuyện để có một cái thuyết, được một cái sản phẩm hay là tặng bộ cho một cái món quà rất là gợi cảm. Cho nên ở đây để Phượng coi chương trình sẽ được kết thúc trong bài này. Phượng có khoảng cỡ 5 phút giống như là Phượng nói, còn lại ở đây 5 phút là các anh chị sẽ có cái câu hỏi. Các anh chị sẽ đánh vào ở trong cái khung ở đánh vào trong cái khung của cái box, hoặc là các anh chị sẽ đánh vào trong cái khung message mà Phượng hay dặn các anh chị trong cái nhóm Beauty Group đó, hoặc là các anh chị bên ngoài có thể đánh vào thì Phượng sẽ trả lời cho các anh chị 5 câu hoặc trong 5 phút này, hoặc là chúng ta có thể kết thúc ở đây, bởi vì bài quá rõ ràng. Chúng ta chỉ có là trong tuần này chúng ta sẽ về ôn lại phần cấu tạo cho cái phần sừng này, cộng thêm cái phần ở trong cái biển catalog thì chúng ta sẽ rất là hiểu rõ. Phượng có nhận được một cái ngay trong đây thác cho Phượng nói là cái clay pad và cái marine mud, cái clay pad và cái marine mud khác nhau thế nào. Ở đây là cái phần hồi nãy Phượng mới vừa có giải thích cho các anh chị giữa cái clay pad và cái marine mud. Hai cái nó đều lấy cái chất độc, nó đều lấy ra chất độc, nó đều lấy tạp chất ha, nó đều lấy chất độc, lấy tạp chất, lấy dầu, và đưa những cái gọi là khoáng chất. Nhưng ở trong cái marine mud có nhiều khoáng chất hơn, bởi vì nó còn có được ở trong cái khoáng chất từ ở trong núi lửa bentonite, cái clay ở trong nó có nhiều cái khoáng chất hơn là ở phía trong cái clay pad. Còn trong cái clay pad thì giống y chang nhưng được dùng cho mụn, đặc biệt rất tốt cho làm mụn trứng cá nha, nó làm sạch nha. Đó là hai cái, và được dùng cho những người bị da bị viêm nhẹ. Đó là hai cái khác nhau giữa cái marine mud và cái clay pad. Các anh chị nào còn có một cái câu hỏi nào nữa thì Phượng sẽ trả lời cho các anh chị trước khi để Phượng sẽ chấm dứt nha. Đây Phượng sẽ có một cái thác nữa đây, ở đây một cái thác, không đánh vào box nha, các anh chị có thể đánh vào box hơn là trong trong thác. Rồi ở trong đây các anh chị sẽ hỏi rằng là chất sừng thì không có dấu khó đọc quá, chất sừng quan trọng như thế nào đối với con người hả chị? Ok, ở trong đây thì em cần phải nghe rõ lại trong cái phần này, em sẽ nghe lại cái bài này nha. Chị đã nói rồi, chất sừng là phần biểu bì ở bên ngoài, mà chất sừng là chất ở ngoài cùng, nó nhằm có mục đích là để bảo vệ các tế bào da ở phía bên trong. Nhằm mục đích thứ hai là nhằm mục đích để mà thông thương, giao lưu, để mà trao đổi các chất giữa bên ngoài và bên trong. Đặc biệt trong phần bên ngoài có cái phần chất sừng ở bên ngoài có các tế bào phản xạ ánh sáng để có thể giúp cho chúng ta nhận diện được là chúng ta đang có một làn da khỏe mạnh hay là làn da không khỏe mạnh, bởi vì da chúng ta bị thô ráp, tối sầm lại hay là mịn màng và sáng. Đó là cái chất sừng ở bên ngoài. Rồi, đó là câu trả lời cho em, nên nghe rõ là cái bài này từ đầu nha em nha. Ở trong phòng ở đây anh cũng coi đây có một cái thế này. Giá nha, câu hỏi ở đây là giá những sản phẩm này có rẻ không chị? Ok, chắc có lẽ em này là mới vào ở trong Nu Skin nha. Nếu các em nào đã vào rồi thì các em sẽ biết được là giá của cái sản phẩm này như thế nào. Chị không có tiện để có thể kêu tên tất cả những dòng sản phẩm khác ra để mà so sánh ở đây,
nhưng em có thể lấy cái bảng giá của Nu Skin và em có thể đi ra ngoài nếu em hiểu đã được những cái ưu tính của cái sản phẩm của chúng ta trong đêm ngày hôm nay. Và chúng ta đi ra ngoài, chúng ta sẽ chọn những cái công ty mà chúng ta muốn coi, muốn nhìn, thì chúng ta hãy tự so sánh. Bởi vì ở đó chúng ta sẽ thấy được là chúng ta sẽ có cái giá tốt như thế nào. Nhưng ở đây Phượng cũng sẽ xin bổ sung thêm, cái gì là mắc là cái gì là rẻ. Bởi vì nên nhớ đừng quên, dòng sản phẩm của chúng ta tối ưu và dòng sản phẩm của chúng ta là Million Brand Name, đó là nằm trong sản phẩm loại là đắt tiền mà có giá trị tốt. Chúng ta không thể nào lấy những dòng sản phẩm này so với những dòng sản phẩm ở ngoài chợ, và chúng ta sẽ coi như là đây là một cái dòng sản phẩm tốt, à, giờ một cái sản phẩm bị mắc nha. Đó là câu trả lời cho em. Rồi, một lần nữa tất cả cảm ơn tất cả các anh chị em ở trong cái buổi webinar tối hôm nay. À, mến chúc tất cả các anh chị em có một cuối tháng vui vẻ với những cái gọi là thắng lợi trong cái vấn đề mà gọi là hợp nhóm, và đặc biệt là bên nhóm Beauty của chúng ta có thể được tiến ơn ở trong cái vấn đề mà các anh chị đi khắp nơi. Và một lần nữa mến chúc tất cả các anh chị một đêm thật là ngủ ngon. Dạ chào anh Lanh. Hello các anh chị, cảm ơn với mình Phượng Lê và các anh chị cũng vừa mới nghe được một cái đề tài rất là hấp dẫn và khá lạ đối với chúng ta, trước giờ không được nghe những chương trình như vậy. Và đó là chương trình mà chúng tôi sẽ thường xuyên, thì các anh chị có thêm những kiến thức để hỗ trợ trong vấn đề kinh doanh sắp tới. Chúng ta sẽ kết thúc cái webinar tối hôm nay ở đây, và các anh chị có thêm những câu hỏi, các anh chị tiếp tục vào trong cái Facebook Nu Action để tiếp tục khai thác thêm những thông tin này. Và chương trình chúng tôi sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ tối ngày thứ tư với chuyên đề về Phật Panet của khoa học gia thị trinh. Anh chị cố gắng là động viên hệ thống mình vào để nghe, và chúng ta có thêm kiến thức để hỗ trợ vấn đề kinh doanh. Hôm nay cái đội nhóm đó chúng ta vào nghe rất là đông, và chúng ta đã có được một cái buổi rất là thú vị. Cảm ơn.